Loss. Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách và một cái gì và lo just walking. Và lo lên nói 70 lít. Tổng thể thì nó như thế này. Đây là những chiếc dây nhựa của nó. Cái này đeo vô ngực. Ở trong của nó nó như vậy. Đây là cái hai thanh sắt. Nó sẽ có là một, ba, bốn. Ký hiệu là bỏ bút, bút hay cái gì á, mình bút với lại mấy chữ viết á, bỏ vô đây, bắt bò tiền. Cái này nó dạy nè. Nó cong chứ không phải, nó cong theo chiều lưng của mình. Công dụng của cái chỗ này á là bỏ áo quần dơ và chai dép. Nhưng cũng có lúc mình bỏ nhưng mà mình thấy nó dơ cái ba lô quá mình bỏ ở ngoài. Hay là cái chiếc túi ngủ. Để xem túi ngủ luôn ha.
lên về giặt nó cũng khó. Mà phải ngâm đến 15 phút nó mới nước nó vô. Túi ngủ nó xay dày. Áo để biết cách mà vô. Để đây không phải là khó. Kéo phải nương, kéo phải tạo đường cho nó mới bền. À đúng rồi, còn quá hô lô nữa. Đây là rút lại sao á. Dạ cái con Dũng chưa bao giờ thử. Chắc là rút cái túi ngủ lại cho nó gọn. Lúc mình ngủ cho đỡ lạnh. Ba lô loại tốt, nên lúc nào đóng nút nó cũng nghe một tiếng bật đó, loại loại tốt. Đây là ba lô này mới nha. Bạn biết tốt hay không cứ thử. Còn này
đi xa không đi về được nên thủ hết trong tay chỗ hậu quen để khử trùng mấy cái đồ này, không nó thủy hết. Giao tiền xoài.